Xin cảm ơn ạ. Anh đủ có đơn ca không ạ? Thôi, hôm sau hẹn đủ từng tới chứ sao tới nha. Tiếp theo chị xin mời chị Kim Anh. Chị Kim Anh lên sân khấu. Cảm ơn anh đủ rất nhiều. Chị Kiều Thơ và giọng ca trẻ Anthony chuẩn bị nha. Có Hồng Phương Anh.